Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, ngày 20 tháng 10. Trên các mặt báo số ra ngày hôm nay có những bài viết đều đáng chú ý. Chúng ta cùng điểm qua trong một điểm báo ngay sau đây. Và mở đầu một điểm báo là một bài viết rất đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực xây dựng, thưa quý vị. Chúng ta sẽ cùng đến với bài báo liên quan đến việc là theo số liệu từ Bộ Xây dựng, sau nửa năm triển khai xây dựng đề án, ít nhất là 1 triệu căn nhà ở xã hội, gói tín dụng 120.000 tỷ, chỉ mới giải ngân được khoảng 83 tỷ đồng, tức là chỉ khoảng 0,7% và vì sao chưa giải ngân được 1% gói tín dụng này, đây là tiêu đề bài viết được đăng trên báo điện tử VnExpress. Thưa quý vị, nguồn cung nhà ở xã hội hạn chế, điều kiện hưởng chính sách là chưa phù hợp là những nguyên nhân chính khiến cho gói tín dụng này gần như là chưa giải ngân được. Bên cạnh đó thì một số dự án nhà ở xã hội chưa thực sự hấp dẫn đối với người mua bởi các yếu tố về giá thành, vị trí, quy hoạch cũng như hạ tầng. Theo bài báo phân tích, thì Hội Bất động Sản Việt Nam cũng đã cho rằng là một nguyên nhân khác khiến cho gói 120.000 tỷ đồng vẫn ế, đó là lãi suất chưa hấp dẫn. Chuyển sang một bài viết khác thưa quý vị. Và những ngày qua, lâm xâm từ bộ phim Đất rừng phương Nam đã thu hút nhiều ý kiến từ dư luận. Và từ chuyện này thì người ta lại bàn tiếp về phim trên không gian mạng với quá nhiều bất cập. Báo đại đoàn kết đã có bài viết về nội dung này. Theo đại đoàn kết thì nhìn chung, phim chiếu rạp chịu sự kiểm duyệt chặt chẽ của Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Phim truyền hình thì chịu sự kiểm duyệt của các đài truyền hình. Còn phim chiếu trên các mạng lại có cảm giác như không chịu một sự kiểm soát nào. Việc này dẫn tới sự thiếu công bằng trong chính thị trường điện ảnh. Và đối với phim mạng, vấn đề ai cho phép, ai kiểm soát, ai quản lý, hàng loạt câu hỏi được đặt ra vẫn đang cần lời giải. Bên cạnh đó, ứng xử đúng với phim mạng cũng góp phần làm lành mạnh không gian mạng và điều mà xã hội đã trông đợi từ rất lâu. Một bài viết cũng đáng chú ý khác liên quan đến một lùm xùm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Thưa quý vị, thời gian qua, tại bếp ăn bán trú một số trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh đã xảy ra những vụ lùm xùm về an toàn thực phẩm, định lượng xuất ăn. Siết quản lý bữa ăn bán trú là bài viết được đăng trên báo Kinh tế và Đô thị theo báo kinh tế và đô thị phân tích để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai phạm thì việc kiểm tra giám sát bữa ăn bán trú học đường cần có sự phối hợp của ban giám hiệu đại diện phụ huynh học sinh và nhân viên y tế nhà trường nguyên tắc là phụ huynh nào cũng được quyền tham gia kiểm tra giám sát bữa ăn của con em mình đồng thời nâng cao vai trò của hiệu trưởng trong việc chịu trách nhiệm về bếp ăn ở trường học bên cạnh đó thì đơn vị cung cấp suất ăn và các nhà trường cũng cần phải làm việc bằng cái tâm đặt sức khỏe học sinh lên trên hết để mang đến những bữa ăn bán trú chất lượng cho học sinh. Và hiện nay thì Việt Nam đang kỳ vọng GDP năm 2023 sẽ đạt 6% và để đạt được mức tăng trưởng này thì dịch vụ và tiêu dùng là hai yếu tố quan trọng. Vậy làm thế nào để người dân có được tâm lý vui chơi và các con đường mua sắm sôi động trở lại? Báo Tuổi trẻ có bài viết về vấn đề này. Theo báo tuổi trẻ thì nếu Thái Lan, Malaysia và các nước châu Âu có chủ trương kích thích tiêu dùng bằng cách bỏ tiền vào ví từng người hoặc giảm giá mạnh hàng hóa thì Việt Nam tập trung vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các chính sách tăng trưởng vĩ mô để nhờ đó người dân được hưởng lợi theo kiểu nước lên thì thuyền lên. Chính phủ và vừa giao Bộ Tài chính ra soát trình Quốc hội kéo dài thời gian giảm thuế VAT tới giữa năm 2024. Và đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh sức mua của thị trường còn chậm.